rồi. À, khi nào sắp xếp. Đấy, thế là bà Mỹ nói câu cảm ơn. Cảm ơn bà vì bà không nói được tiếng Kinh. Nên là nói câu là so sánh thôi. Hôm nay là bà rất là vui đấy. Rồi, thế là mừng cho bà. Ông Hải xin mến chào quý khán giả đang xem trên kênh Hoa Đá Cao Nguyên. Đấy, xin kính chào quý vị khán giả. Hiện tại thì em Công, em Đức đang ở nhà bà Mỹ, nhà Quây Hầu. Hôm nay là qua chú Hải thông báo với lại em Công là hơi đột ngột. là hôm nay là bà Mỹ làm cơm về nhà mới, là mời đội thợ cơ khí lên trưa nay sẽ ăn cơm cùng gia đình. Vấn đề này là vấn đề đột xuất chứ không phải là chú Hải mà còn giật mình không ạ? Sừng sốt luôn đấy, không tin là sự thật. Đấy, hôm trước thì cháu tưởng là cũng phải tầm một tuần, không ngờ là nhanh như thế. Qua xính điện chú ạ. Ở đây chú mới kể lại như này. Ngày hôm qua thì mẹ con bà mình đến đây đang giúp chú làm cái này là một này. Lấp cái đất ở đằng sau cho cái bể nước kia là hai. Và bà Mỹ thì bà đi lấy nước đến gần như là tối rồi bà mới về. Không thấy nói một câu gì về cái chuyện nhà mới, nhà cũ gì cả. Chỉ thấy là hôm qua là chú đi mua mấy cái thứ vật dụng ở ngoài chợ về. Nó thật sự là vẫn còn thiếu. Và đáng lẽ phải xem thiếu còn cái nồi niêu xoong chảo linh tinh gì đấy nữa. Sẽ mua thêm một cái số vật dụng nhưng mà mua ít thôi, không mua nhiều. Rồi để tiền mình sẽ mua những cái vật nuôi để cho mẹ con của cháu coi như chăn nuôi để cho phát triển kinh tế. Nhưng mà về thì thấy bà rất là vui. Thấy rất vui và cũng không nói gì. Thì có lẽ là cái ngôn ngữ bà không nói được ra với mình cái chuyện đấy. Thế là chú lúc tối ăn cơm xong rồi lên giường đang chuẩn bị để làm video ấy thì mới thấy cháu Xính gọi điện lên mới nói là chú Hải ơi, chú mời cho đội cái cháu đội cơ khí đội, nó bảo là đội làm sắt đấy và đội thợ xây, chú mời giúp cháu. Mời làm gì cơ? Bảo là mời để mai bà mổ con lợn để liên hoan. Nói mình nói liên hoan nhưng mà có nghĩa nôm na kiểu như thế, nhưng mà có nghĩa làm cơm mời mọi người. Dạ thứ thế mình bảo sao lại mời thế, hôm nay có thể nói gì đâu chứ, mày nói đùa chứ, bảo thật mà. Và thế là chú ấy không tin, chú ấy gọi hỏi lần nữa thì nó bảo và đúng như thế đấy. Thì mình mới bảo thế thì thôi, tốt nhất là gọi xuống cho thằng con trai. Thằng con trai nó đang làm ở dưới Quảng Ninh ấy. Thế mình gọi điện xuống thì cháu nó mới nghe máy, xong cháu bảo cháu không biết gì đâu, không thấy mẹ cháu nói gì. Thế là bảo thế thì tốt nhất là cháu gọi về cho mẹ đi để thông báo cho chú biết, thì nếu bây giờ chú đi mời mọi người, chú gọi điện mời mọi người mà đến lúc việc nó không đúng như thế thì chết dở. Thế là gọi điện cho là pho gọi điện về cho bà nói đúng. Chuyện một lúc sau thì xác nhận là đúng thế. Thế là chú mới dám gọi bảo bọn cháu thế gọi. Là lợn bắt từ hôm nào chú? Lợn là lợn của nhà nuôi. Con lợn này có nghĩa là bà là nuôi hai con lợn. Được hai con lợn, thì con này cũng tầm khoảng độ 60 cân. Có độ 55-60 cân gì đấy, nhưng mà rất là ngon. Thì con này nói thật sự là số nó cao số hơn. Chứ nếu không đúng lý là cái phong tục người ta ấy là hôm lợp mái nhà này này là người ta thịt con đi. Nhưng mà chú bảo là không được thịt bởi vì giúp cái chú cháu mình. Chú cháu mình lợp hộ. Còn bởi nếu thường thường kia là nhờ mọi người đến lợp thì cũng là cái, nhưng mà thì thôi thì chú bảo thôi để đến khi nào cần thiết mới mổ, thì đến hôm nay là cần thiết rồi. Con lợn này thì nó chú sẽ quy ra thành tiền và sẽ lấy cái tiền của Mạnh Thường Quân đấy đưa cho bà để bà mua con khác. Đấy, xong vậy Mạnh Thường Quân có gửi tiền về để cho bà làm cái cơm liên hoan thì cái tiền đấy sẽ để bà nuôi con khác. Đấy là như thế. Thế mày có con vật nuôi để phát triển kinh tế chứ không làm xong cái nhà không có. Đúng vật rồi. Nuôi được không mà. Làm cái nhà ở thì là cũng là tốt lắm rồi, nhưng mà có nghĩa là cái kinh tế nó cũng vẫn ấy, thì mặc dù nó không thể làm giàu được ngay nhưng mà có nghĩa nó cũng sẽ đỡ đi. Mà chú cũng tính toán như mấy anh em mình thì bởi vì con cháu làm thiện nguyện. Chú làm thiện nguyện thì cùng chung chí hướng thì chú cũng vừa thấy chú tính đi tính lại rồi. Mà cũng theo như thằng Xính nó tính ấy. Và sẽ nếu mà mua con trâu thì nó cày ruộng được, nhưng mà trâu rất là đắt, không đủ khả năng. Chú đang tính là sẽ nuôi mấy con dê. Dê nó đẻ rất là nhanh. Mà có những con dê nó cứ đẻ hai con một thì nó thật sự là rất là nhanh. Mà
mà con dê nó dễ bán. Dễ bán, rất dễ bán luôn, mà thỉnh thoảng bí tiền cần mua phân bón là thứ thì bán một con. Chứ nếu mà nuôi con bò thì không thể xẻo một đùi ra được. Đúng rồi. Nhỡ nó ốm đau phát là nó lăn đùng nữa rồi còn dở hơi. Đấy nó như thế nên chú bảo là chú sẽ đền gạch, chú đã tính sẵn rồi mà. Chú rồi thì bột đá, xi măng thì có thể thiếu thì chú mua thêm. Thì sẽ xây cái chuồng trại cho với cả mua mấy con dê. Thì cái dê này sẽ kết hợp với thằng Xính rất giỏi với cái này. Đáng lẽ là Xính hôm nay lên, nhưng mà vì lý do là có ông bố nuôi đỡ đầu dưới Hà Nội ấy, là chú Hùng, chú giúp cho Xính rất nhiều. Hôm nay chú cũng đi làm thiện nguyện trên vùng cao về, chú lên lán, chưa lên được. Dạ vâng. Đấy. Thế tốt quá. Ừ. Đấy, tinh thần nó như thế mà. Đấy. Chú bây giờ đang làm. Đấy, chú đang vẫn đang chít chát những cái chỗ hở cái đầu hồi với đầu xà chỗ linh tinh cái thứ. Thì bởi vì lý do này này là thợ mình với cả cái thợ kia không đồng bộ nhau liền một lúc được. Thì do đó mình phải khi làm xong rồi bắt đầu mình mới tiến tới làm việc này, chứ không thể giống như người ta làm sẵn đấy rồi thì đặt lên đấy xong người ta mới xây vào thì nó một phát ăn ngay. Nhưng mà mình không, rồi vậy nó thật cái chỗ mình đây nó không phải có hẳn một cái tổ kia đấy, đúng không? Đấy thì nó như thế. Đấy chứ hôm qua thì chú cũng làm tạm được thời này cho nó sạch sẽ, nhưng nếu mà có còn vật liệu ấy thì chú sẽ làm dạch ra cái hàng cột kia đấy, nhưng mà nói thật sự là cũng không cần thiết lắm. Bởi vì là bây giờ vẫn là tính tới ăn đến cái vật xây chuồng trại là tốt hơn. Đấy. Như thế. Còn hôm nay thì bà làm cơm thì cũng chắc là cũng chỉ mời quanh quanh một số quanh đây thôi. Đấy. Quanh xóm. Đây là đây. Xem rau cải cả một quả tấu ấy. Xa lắm. Xa thôi, biết làm sao được. Để ra ngoài. Bên có những cái gì rồi? Tiết. Mẹ đâu? Mẹ đâu? Đây chăng qua chú Hải đi. Tây Hầu đi chợ xong là mua luôn cả cái chạn. Coi như là chú Hải rất là chú đáo các bạn. Đấy. Tiền nong làm mọi cái làm sao để nó tiết kiệm để dư ra để sắm những cái thêm những cái vật dụng trong nhà. Đây này. Qua là chắc chú đưa Tây Hầu đi chợ chú mua luôn cái chạn đấy. Này để bát đúc một tí thức ăn thoải mái là sẽ là rất là sạch sẽ. Vào cũng thấy chú Hải đang đi làm lốt những phần việc lặt vặt thì vá víu. Bây giờ thì chỉ có một mình chú Hải thôi các bạn. Những cái công việc của em công thì cũng đã xong hết rồi, còn những cái việc xây thì em công cũng không thạo lắm nên là cũng không thể giúp được cái gì được. Vẫn còn sớm thì tranh thủ đi hộ chú tỉa tót lốt những cái chỗ phần hôm vừa rồi anh em hàn nhưng mà chưa quét sơn được vì ở đây nó cũng muộn quá các bạn. Hôm nay thì chắc là sẽ có không biết là bà Mỹ định làm bao nhiêu mâm. Thợ sắt thì chỉ có mỗi hai anh em, lũ em thì sáng nay lại phải cả anh Tuyền đi làm rồi các bạn, không thể đi được. Cho hai anh em đi làm lốt những cái việc của cái nhà mà em công đang làm dở. Mình hôm nay là một con lợn khoảng tầm 50-60 cân. Đấy, có cả các bác trưởng thôn đội thợ xây là đến hỗ trợ. Bây giờ tranh thủ trước khi mọi người đang làm thức ăn. Hôm nay không biết là có mèn mén không. Để xem tí nữa nếu mà có mèn mén thì sẽ quay lại để cho mọi người xem là cái món ăn truyền thống của người Mông ở trên này nó như nào các bạn. Mèn mén tổng chóa. Mình chưa kịp làm thợ nhưng mà thôi làm giúp với tranh thủ
chưa tới giờ ăn cơm thì... đây nhá, tí nữa bắn vào đây này. Đấy. Vâng. Bắn đến đây thì nó khỏi rung giật vật 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 này. Có của à? À, cái thằng của nhé, có chiếc tùng rồi dễ. Cái thằng hôm qua là nó đi sát lúa cho bà. Có của nó đang gạo đi, ăn lúa đi sát cho bà. Có cái gì chị? À, nước à? Khó khăn vất vả nhất ở đây là nước. Vấn đề nước này. Đang. Đây. Mọi người đi phải đi gùi từng can nước về mà nước cũng không được nước là nước gọi là nước chảy ở trong khe trong rãnh ra đâu, không phải là có giếng gì đâu. Lúc sáng em Công và em Đức đi vào cái đoạn núi đằng kia có một cái khe nước bé bé, mọi người cũng xây thành những bể con ấy, xây thành cái bể rồi. Không, cái ở ngoài kia hỏng rồi. À, cái đấy cũng hỏng rồi. Bây giờ người ta phải lấy nước trực tiếp rồi. Đấy, thấy hứng mãi mới được một can. Đâu đây, tôi sang đường lại. Tôi cứ tí cái này đâu này. Không đáng ngại lắm. Lập phu chị như nhảy vô tích gì tàu mà nó phê mà phê bỏ phê cho nó à dạ 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 chắc là đến lúc mà được ăn cơm là cũng xong hết những phần này các bạn, tranh thủ một chút cho chú Hải vất đi. Ở đây cào hết đất xuống là thành bể âm thôi, bể âm. Và đây phía ngoài này thì đổ một lớp bê tông thay áo luôn à. Đổ để thì nó mới có nghĩa là để nó giữ cái hàng gạch này cháu ạ. Đấy, như vậy là cái bể này nó sẽ là hai ngăn. Anh không phải là mình cái ngăn này không phải là ấy, mà mình để cho nó chống cái tường này, nó giữ nó chịu lực cho cái tường. Nó để chống cái vào chứ còn cái lực đẩy ra thì không lo. Bởi vì bên kia chú còn xây tiếp một bà chú đổ tiếp một cái lớp bê tông trong, lớp bê tông ngoài nữa. Còn bên sau đó mới chát xong. Đây chú bóng. Hải đã đổ một lượt bê tông ở bên ngoài rồi các bạn. Nên là cái việc là ngấm nghiếc là chắc là sẽ cái này không liên quan đến ngấm. Cái này ngấm thì nó vẫn cứ ngấm, nhưng mà quan trọng nhất là đánh bóng ở đây này. Cái này là có nghĩa là mình thay cái lớp áo để bảo vệ cái gạch này. Vâng.
quan trọng là chát đúng không chú? Nó chịu lực và nó sẽ thay cái lớp áo, bởi vì đây là cái gạch này, còn trong này thì mình sẽ chát, chát một lớp cũng tương đối dày, sau đó mình đánh bóng. Quan trọng nhất là cái đánh bóng và cái cả các góc này này, góc này mình xây thì không xây được tròn, nhưng mà đến khi bắt đầu mình chát thì mình sẽ phải bắt cho nó tròn, bắt tròn thì nó không bao giờ có lực đẩy ra góc. Cái gì mình làm cái này là nó có hai tác dụng nhỏ ạ. Một là mình nó tạo thành cái coi như là một cái vỉ âm để nó giữ chắc cái bức tường này, nó không có cái lực đẩy ra ngoài. Mà nói thật sự cái mực nước mà mình để có 90 phân ấy thì cũng không bao giờ sợ cái lực đẩy đâu. Bởi vì này, nhưng mà nó sẽ là cũng là một cái vấn đề để nó bảo vệ, và nó sẽ bảo vệ khi nước ở trên kia nó chảy xuống, hoặc những cái miếng đất linh tinh nó rơi xuống, nó không rơi thẳng vào bể, nó sẽ rơi vào cái nền này. Đấy, thì nó sẽ rơi vào cái nền đất mềm này thì nó sẽ... Nói thì nói vậy thôi chứ không biết là sau này cái nguồn nước ở đâu ra chú. Nguồn nước ở đây thì không thể ấy được, có nghĩa là quan trọng thì vẫn là chỉ là nước lấy nước, nước trời thôi. Nước trời. Chứ còn nước nguồn kia thì chắc chắn là rất là yếu. Nó chỉ được một thời gian ngắn rồi. Nói chung là vẫn có nước nguồn nhưng mà nó chỉ được vài tháng. Nhưng mà nước thì về đến đây thì nó rất là yếu. Yếu quá. Đấy. Sau cái chỗ đằng sau này là chú làm... Đằng sau này bây giờ là để... Rồi chú sẽ làm cái máng nước, rồi chú sẽ mua cái ống nhựa. Chú sẽ bổ to to đây. Đấy, cái ống nhựa Tiền Phong và... mình chỉ mua cái ống 90 thì chỗ này mất ba cái ống là vừa, ba ống cũng mất cũng mất tầm khoảng độ mấy trăm. Đấy, trong khi là mọi người thì đang lấu lướng, chú Hải thì cũng tranh thủ vẫn làm việc các bạn, chú Hải thì không nghỉ ngơi bao giờ luôn. Đấy, lên lúc nào cũng thấy luôn chân luôn tay. Để em quay tổng thể tổng quan cái ngôi nhà của bà Mì. Ở khu bên này là vẫn còn một cái khoảnh nữa để mà sau này nếu có làm chuồng trại chăn nuôi là vẫn thoải mái nhé các bạn. Cái móng này của chú đổ nguyên cái móng này nó đã là mấy khối rồi này, cái đế móng này, cái bê tông này, nó chú cái đổ có cả sắt này, một lớp đá 68 bên dưới này, sau đó đổ đá 1-2 và đan sắt này. Đấy là đổ cái nền, cái móng của cái bể nước. Đấy. Còn cái bể này thì chung quanh của nó sẽ là tường dày chứ không phải là tường mỏng. Đấy, chẳng hạn như bên kia cũng sẽ lại đổ một lớp bên ngoài để bảo vệ như thế này. Và xây thêm một lớp bên trong và xây bo hoặc vòng cung. Bên này cũng đổ nhé. Nhưng mà bên này thì chỉ tường này thôi, nhưng mà mình sẽ đổ một cái lớp đây. Và sau đó quan trọng nhất là cái vấn đề là vào áo. Vào áo của cái bể này. Đấy, còn đây là chú sẽ làm cái ống để xả đáy. Xả đáy. Để khi thau rửa bể này, bể sẽ làm đằng kia cao hơn đằng này. Đấy, còn đây sẽ là cái ống để xả nước, và bên kia sẽ là có một cái ống để xả tràn khi mưa gió nhiều. Cái vấn đề đấy, nước là khó khăn nhất các bạn. Người già người trẻ cứ đi rồi từng tí một. Đây, sau này thì sẽ vẫn phải làm máng để mà hứng cái nước mưa của cái mái Euro này thôi. Cái này thì cũng không làm khác được. Tất nhiên là nếu mà lợp được mái tôn thì nước nó sẽ sạch sẽ đảm bảo hơn. Nhưng mà vì là cái điều kiện kinh tế nó hạn hẹp các bạn, không đủ để mà lợp tôn. Chú Hải thì cũng muốn làm rất là nhiều thứ, nhưng mà cái kinh phí nó chỉ có thế thôi. Chú Hải còn muốn sau này còn muốn mua những cái con vật nuôi để mà bà Mỉ phát triển kinh tế gia đình, chứ không phải là làm mỗi được mỗi cái nhà xong là không có cái gì nữa để mà phát triển thì cũng đây không phải xi măng nhá, đây là cái phân bón họ đang gửi đây nhá. Phân bón là cái ở sau mình mua nhiều xi măng quá, xi măng mình chỉ còn đây thôi, đây, có lẽ nó sẽ vẫn đang thiếu đấy, thì thiếu thì sẽ mua thêm. Thì đây chú sẽ đang tính là sẽ xây cái chuồng trại khu vực này, xây cái chuồng trại khu vực này thì cái chuồng gà vịt này và cái chuồng để chăn nuôi, có thể nuôi dê hay nuôi bò cũng xây ở đây. Đấy, thì còn đằng này thì sẽ dùng cái rào bằng cây que để rào chắn nó lại. Kia cây que chặt kia chú? Cây này là để làm trên cái gác xếp. Để chứa đồ trên gác xếp kia. Cây này là không ở đây có ván à chú? Dạ. Ván không có ván à? Không làm gì có ván, không có tí ván nào. Vâng. Ở đây thì nói thật sự là cây que này cũng rất là hiếm. Cái này muốn lấy là phải xin ý kiến của thôn. Chứ người ta cho chặt được bao nhiêu mới được chặt, chứ không được chặt vô tội vạ đâu.
Vâng. Bởi vì đây là trên này là nương của chung của thôn. Vâng. Cây này là cây bầu. Cây đắng đâu, cây bầu đắng đâu. Bầu đắng. Nhưng mà tuyệt đối là không được phép ai lấy cây măng nào ở đây. À. Nếu lấy măng sẽ bị phạt rất là nặng. Vâng. Để cho nó phát triển thành cái cây này cho cả làng dùng. Vâng. Thỉnh thoảng có nhà cần dùng chặt độ 1-2 vác. Đấy, chẳng hạn như nhà bà Mỹ đấy chẳng hạn đấy chặt một ít nhưng mà chọn cây thật già. Dạ vâng. Hoặc dù cong hoặc bé để làm đây cái kia. Xếp đấy làm cái gọi là cái gác bếp để đựng bảo quản đồ đạc đấy. Đây, xem các anh đang nấu món gì đây. Vớt cái bọt kia đi chứ anh. Cái bọt kia phải vớt đi chứ. Bọt kia kìa. Bọt này vớt đi chứ. Cái này bọt đấy. Bọt này này. À đúng rồi. Phải vớt đi chứ. Luộc. Đấy em bớt sạch cái bọt đấy đi. Bớt đi em à. Lấy cái thìa em. Lấy cái muôi ấy. Lấy cái muôi xong em bớt ra cái bát đấy. Đây là món luộc à anh? Vâng ạ. Nay có lẩu thắng cố không? Đúng rồi. Không lẩu thắng cố à? Được nhiều thịt nhỉ? Thịt chỗ này là để treo à anh? Chỗ này để cho nó treo thôi. Để cho bà Mỹ treo làm thức ăn dần. Mọi người làm tất ở bên ngoài sân thôi. Ngoài đường. Nước nồi thiếu thốn quá các bạn. Ở đây mới biết là mọi người phải chịu gọi là phải mới biết là mọi người sống khó khăn như thế nào. Đây cho Đức thử miếng nha. Nó thế. Lúc nãy thì có trẻ con các bạn. Có trẻ con ở gần nên là cắt cho các cháu. Mỗi cháu một vài miếng rồi. Có khả năng là cái cuộc sống trên này để mà có những cái bữa thịt tươi ăn hàng ngày thường xuyên này nó rất là ít. Nên là hôm nay ở chỗ nhà bà Mỹ đây mà làm cái đám gọi là bữa cơm về nhà mới. Thấy trẻ con lúc nãy là đến đây rất là nhiều. Nên là luộc 99 là bà Mỹ ở đây có vui không? Cũng cắt chia cho các cháu mỗi trong miếng để ăn kiểu. Các cháu đứng cạnh thấy các cháu thèm thuồng. Như vậy là cơm thức ăn các thứ là cũng đã được bày hết lên bàn rồi các bạn. Làm khoảng 3 mâm đây là trong nhà. Đấy, bát canh thịt ba chỉ luộc tạ. Bữa cơm của vùng cao thì nó cũng chỉ đơn giản thế này thôi cô bác anh chị ạ. Thực ra là để chế biến cầu kỳ quá thì nó đòi hỏi nó phải đầy đủ hơn. Nhưng mà vì đây là thiếu thốn đủ mọi thứ nên là mọi người thì cũng chỉ ăn những món cũng rất là may là có thịt. Thịt với con lợn rồi là tất cả những cái món này thì đều là thịt thôi. Đấy. Này chỉ là thịt luộc thôi. Không biết là tí là sẽ còn thêm món gì nữa. Mọi người cũng đang đến khá là đông rồi. Mọi người mừng nhà mới cho bà. Thế là tuyệt vời rồi anh nhà. Đấy. Cơm canh thì cũng đã xong hết rồi các bạn. Đấy, cũng làm 3 mâm cơm. Ba Mì thấy vui không? Ăn rồi. Đây đây là những anh mà cũng đã có một chút quà, có một chút tiền mà mừng cho bà Mỹ. Đây là bà Mỹ chắc là đang là mời một chén rượu để cảm ơn đây các bạn. Đấy, không phải là bà Mỹ không biết đâu.
Bà nói gì anh? Bà là giúp lần sau nếu mà còn có thì giúp rút thêm đấy. Đây là chị, đây là cậu, nhưng mà không có cái gì giúp cho chị tạo một tí quà cho là các anh em vào đây giúp chị. Mọi người thì ai cũng khó khăn mà anh. Đấy, bà Mỹ hôm nay rất là vui, rất là tươi, cười nói suốt. Mọi người đến đông đủ chưa anh? Chắc là gọi vào ăn cơm được rồi. Đấy, thế là bà Mỹ nói câu cảm ơn. Cảm ơn bà vì bà không nói được tiếng Kinh. Nên bà nói được cái câu là soi xanh thôi. Hôm nay là bà rất là vui đấy. Rồi, thế là mừng cho bà các bác ạ. Đấy, có một ngôi nhà đẹp. Chú Hải ạ. Đấy, rất là cảm ơn chú Hải. Chú Hải đã trực tiếp ở đây làm. Rồi hôm nay cũng đã là có cái thành quả nhất định rồi. Rất là cảm ơn chú Đồng Hải. Cái thứ hai nữa là kênh Hoa Đá Cao Nguyên cũng rất là vui và cũng rất là tự hào, vinh dự khi mà đã cũng đã góp được một phần công sức của mình trong cái nhà này. Quà tân gia thì là hôm trước là cháu đã mang lên rồi. Đấy, hôm nay là đi không thôi nhá. Mọi người ạ, bây giờ cũng cho phép Đồng Hải nói một vài lời trong khi hôm nay là cái ngày vui của bà Mỹ. Thì nói thật sự là Hoa Đá Cao Nguyên cũng đã vào đây đồng hành. Nói thật sự là không những là giúp cho bà Mỹ mà đã giúp cho Đồng Hải rất là nhiều trong cái việc để làm được hoàn thiện cái ngôi nhà này. Bởi vì nói thật là ở đây thuê được một thợ, chưa nói là thợ sắt đâu, thợ xây thôi, mà đã là rất là khó rồi, xây những cái làm những cái vật là vật rất là khó. Nhưng Hoa Đá Cao Nguyên đã phải lặn lội biết bao nhiêu lần đi đi lại lại ở đây. Và công xá Hoa Đá Cao Nguyên không hề tính tí nào. Nói thật sự vật liệu ở đây nhé, Hoa Đá Cao Nguyên chỉ tính bằng cái giá vật liệu. Nên nói thật sự Đồng Hải cũng thay mặt cho bà Mỹ vì bà Mỹ không nói được. Thì thứ nhất là Đồng Hải sẽ cảm ơn Hoa Đá Cao Nguyên đã tận tình giúp đỡ để cho Đồng Hải được hoàn thiện được cái công việc này. Và cũng thay mặt bà Mỹ là cảm ơn Hoa Đá Cao Nguyên rất nhiều, đã tặng cho bà một cái giường và tặng rất nhiều công sức cho ngôi nhà của bà. Cháu giúp được cái gì thì giúp thôi, lần sau. Vâng, rồi. Bà Mỹ thì bà không nói được tiếng Kinh câu nào. Hiểu được một chút. Bà chỉ nói được cái câu là cảm ơn bằng tiếng Mông. Đấy, thì mình thì cũng không rõ được lắm, nhưng mà chỉ biết đấy là câu cảm ơn. Đấy, mà cảm ơn rất chân thành của tấm lòng. Thôi, mời cả nhà đấy nhá. Mời đi vào nổ mó đi. Nào, mời cả nhà mình đi vào nổ mó đi nhá. Vui nha, nhà bà Mỹ nhá. Như vậy là cái bữa cơm tân gia của nhà Tây Hồ, của nhà bà Mỹ đã xong xuôi rồi các bác anh chị ạ. Như vậy là mọi người cũng đã đến đông đủ chuẩn bị ăn cơm. Rồi thì bữa cơm này đã có anh em rồi hàng xóm và các cái đội thợ đến góp vui, rất là tuyệt vời. Dạ vâng anh ạ, anh vào dần đi xong em vào nhé. Thì anh em công đức thật sự là rất mừng cho bà. Đấy, cũng gửi lời chúc mừng đến cho bà Mỹ. Thứ nhất là có thật nhiều sức khỏe, thứ hai là có một cái ngôi nhà nó cũng gọi là khang trang. Hy vọng là trong tương lai cuộc sống của bà Mỹ, cuộc sống của Quây Hồng sẽ có những sự chuyển biến, sẽ có những sự thay đổi và cũng sẽ nhận được những sự trợ giúp tiếp theo của các nhà hảo tâm của bác. Cái để nó mà nó luôn. Bà Mỹ em Quây Hồng phát triển được kinh tế của gia đình, sau này sẽ tự đi được bằng nuôi chồng của mình.
mong là sẽ có nhiều sự thay đổi và anh em công đức cũng sẽ còn thỉnh thoảng cũng sẽ còn trở lại để thăm gia đình bà trong những thời gian sắp tới. Video này của Hoa Đá Cao Nguyên thì cũng xin kết thúc tại đây. Kính chúc quý vị khán giả, quý cô bác anh chị luôn luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.